nhà hát FPG sẽ gửi đến chúng ta một tiểu phẩm, và cụ thể tiểu phẩm như thế nào thì xin mời quý vị các bạn cùng hướng lên màn hình để theo dõi FPG sẽ gửi đến tiểu phẩm gì. People have lived under the rule of a tyrant who denies them their most basic human rights. The time has come for him to step aside. We must keep on with the NATO mission and bring him to justice. Tao lên
nên con bé quay tay đấy thần cũng xê lốt rồi ạ. Thêm nữa, năm nay có yếu tố nước ngoài, thần phải thuê thông dịch viên về để truyền toàn bộ ngôn ngữ của Ngọc Hoàng các táo trong buổi chầu hôm nay sang tiếng Anh nè. Ờ thế à, very good, giao lưu văn hóa quá. Dạ. Khen cho hai người. Dạ. Thế thuê nó hết mà. Ơ, có 500k được. Cái gì cơ? 500k được à? Hỏi nó xem phiên dịch xong có muốn thêm 5 lít không? Ôi giời, Hoàng ơi, giời, Hoàng Hoàng, cái chuyện thế nhỉ, như thế, ở đây có bao nhiêu người mà ngoài lại cứ mô mô. Chuyện này để ý thần ra làm việc riêng với nó, thần nghĩ là ổn thôi bởi vì giá chung mà. Giá chung mà. Ừ, ta quên kìa. Ờ, thế em cho mời các táo vào chầu nhanh đi, để tí nữa ta còn chuyện muôn riêng. À, dạ vâng. Cho các táo vào chầu. Ngọc Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế à. Dạ vâng. Cái thằng này là cái thằng nào mà lại có phong cách mừng tuổi giống ta thế nhỉ? Dạ vâng Ngọc Hoàng, đây là táo hành. Tất cả những gì diễn hành đều do táo này quản lý. Táo này có chuyên môn nghiệp vụ như là hành hạ này, hành dân này, hành lạc này, và cả điều hành nữa. Úi dồi ôi, thằng này nó hành kinh nhỉ? Dạ, kinh quá. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, sở dĩ táo hành và Ngọc Hoàng có phong cách mừng tuổi nó giống nhau là bởi vì cả hai đều mắc cái bệnh mà y học nó gọi là dại gái ạ. Tức là gại... Ừ. Này, đấy là văn hóa trọng nước Kinh Nam đấy. Tôi là tôi bực mình lắm rồi đấy, bức xúc lắm rồi đấy. Này, Nam này, cũng làm việc hùng hùng cả năm, chờ đến đầu năm để hưởng cái hương cái hoa, đến hớn ha hớn hở ra vẻ chào chào hỏi hỏi, đến mặt mừng tuổi cứ bờ điếc bờ lát, nam kệ nữ thì cứ phạt phòng phật đấy, cái còn trò lập cả hàng rào ấy. Tôi nói trước cái năm này nhá, tôi hô anh em xì lốp xe khỏi về luôn. Này, công tá hiểu thì tôi đấy, tôi nói cho công biết trước nhá, đây người ta gọi là phát tang nhá. Tôi có tiền, tôi thích làm gì tôi làm, thích cho ai thì cho. Làm gì thế nào? Thích đánh nhau à? Đánh nhau ở đây. Này, đánh nhau có thể. Được rồi, hôm nay để tôi cho táo hành một trận. Thôi, hai người thôi ngay đi. Táo hành, người cũng vừa vừa thôi, vẫn biết điều hành thiên đình, người rất là vất vả. Nhưng mà dạo này dân nó kêu nhiều lắm đấy. Kêu gì mà kêu? Ai kêu? Dân khí lúc nào mà chẳng kêu. Hướng cũng kêu, khổ cũng kêu, đứa nào mà kêu ấy đến tai thần ấy, thần căng mồm nó ra. Phương châm của thần ấy là tất cả những ai làm châm cỗ xe thiên đình, thần đều coi là cản, thần phải cắt bỏ. Kể cả những ai hay dâm phanh ấy, thần cũng coi là cản, cản hết. Úi giời ơi, giá mà chính sách lương thưởng mà cũng làm đến nơi đến chốn dân được nhờ. Nước nào, làm gì có chính sách nước nào? Lào một lều. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, vừa rồi táo hành có thông đồng với táo truyền thông và công bố một chính sách lương thưởng mới sẽ được áp dụng rộng rãi trong toàn thiên đình ta. Dạ kiếm cho anh em nghe xong sung sướng lắm, một vài anh em sướng quá, dạ đã lên đỉnh ạ. Còn chị em ạ, thì sướng quá, dùng toàn bộ trứng đang cầm trên tay ạ. Thế à? Hay quá còn gì? Thế rồi sao nữa? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, tuyên bố hùng hồn là thế, dạo hoành tráng là thế, nhưng đến bây giờ thì im thin thít và lặng mất tâm mà. À, táo hành người giải thích ra sao? Có chứ. Phải áp dụng. Phương châm của thần là im lặng là vàng. Làm sao để bà con không phải lăn tăn về tài chính, cống hiến hết sức mình cho thiên đình? À, chỉ có điều... Làm sao?
Dạ vâng, Ngọc Hoàng, chỉ có điều là chưa biết năm nào mới áp dụng. Dạ vâng, Ngọc Hoàng, dân ca kêu kinh lắm ạ. Họ ca cả thật lên đây. Thế cơ ạ? À? Họ ca thế nào? Dạ, họ ca thế này ạ. Tàu, tàu yểm trợ tôi nhé. Yểm trợ ạ? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 2, 3. Đợt này được tăng lương đây. Nhưng sao giờ chẳng thấy. Chắc là lại chém phải không? Đương nhiên, cho gọn ở dưới phát điên. Oh yeah. Ngọc Hoàng đừng tin hai đứa, em bao giờ chẳng hứa. Thế thực hiện nó được không? Không không, thực hiện thì rất bất công. Oh yeah. Trời ơi này, ồ dê thông đồng với nhau tình cảm thế này thì khách lương thưởng bây giờ thông tin vẫn mù tịt. Dạ vâng Ngọc Hoàng, lương thưởng thì chưa thấy đâu, thế mà táo hành lại còn đòi trảm táo nè. Ừ, sao lại thế? Thì chính Ngọc Hoàng bật đèn xanh cho em còn gì. Với lại em chỉ tung cây dạ khỉ thế thôi, đã trảm lại bao giờ đâu. Táo hành còn tuyên bố xanh dờn rằng ấy sẽ trảm tất cả táo nào mà không hoàn thành được 80% kế hoạch mà không nêu ra được lý do khách quan. Dạ vâng, trong khi không định nghĩa được khách quan là gì. Đừng có mà ngoáy đều nhá. Đợt vừa xong tí nữa thì chẳng thằng táo công đoàn gì nữa. Cái gì? Táo công đoàn nó cũng dám trả mà. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, chuyện là thế này ạ. Vừa rồi táo công đoàn là phải hoàn thành đủ 80% kế hoạch viếng đám ma. Theo đúng tính toán của táo công đoàn là các tiên sẽ đi hết trong quý vừa rồi. Nhưng mà đến cuối quý thì lại có một tiên hấp hối mãi không chịu chết. Dạ, đến khi chết hẳn thì nó sang bố nó quý sau rồi. Dạ vâng, đấy người ta gọi là chốt sổ xong mới chết nha. Thêm nữa, táo công đoàn cũng không hoàn thành đủ 80% kế hoạch thăm bà đẻ. Bởi vì đến cuối quý có một chị bụng to vượt mặt nhưng mãi không đẻ được. Hỏi ra mới biết là bụng run nhưng mà bụng chửa. Đấy là những lý do đen đủi. Rất là khách quan mà. Đấy, không hoàn thấy chưa? Thực ra thì thế thì mình cũng thảm. Mà xong thì sao ấy? Em sẽ cái thằng này nó tự tuyên bố hùng hồ như là gà ấy. Dạ ổn à. Mà thôi, hôm nay là ngày vui mà các ngươi hơi tí là chém với giết. Cho tao hành lui ngay ra đi. Đau đầu quá. Xem đi. Nam Tào. Dạ. Cho tí văn hóa văn nghệ để ta thư giãn đi. Đây rồi. Dạ vâng ạ. Nhổ bọt và bích cháy. Và thần nhạc mồm xin được Ngọc Hoa Bạc Thuế. Chào anh Nam Tào. Chào chị Bắc Đầu. Thần xin Bắc Đầu. Thôi, bất đồ nghề đi, hành lễ đi. À, vào cái loại hết cả lên.
Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Miễn lễ, tạ bón. Năm nay ta cảm thấy có lỗi với nhà ngươi. Nếu như ngày hôm nay ta trao búa cho ngươi, ngươi sẽ làm gì? Ngọc Hoàng nói thật không à? Giời ơi, vạn việc bây giờ. Từ trước đến giờ Ngọc Hoàng không nói dối ai đâu. Toàn nói điêu thôi, toàn nói thật thôi. Trao búa thì làm gì? Nói đi. Dạ. Nếu Ngọc Hoàng trao búa cho thần, thì việc đầu tiên thần sẽ trả. Ngọc Hoàng. Ta trả ta. Dạ vâng. Chắc Ngọc Hoàng hay suy đều thiên lôi chém lung tung, khiến các táo hoang mang cực độ. Này Nam Tào, cẩn thận vạn việc bây giờ. Ta lại suy đều nốt cả ngươi bây giờ. Ê, chả Ngọc Hoàng. Thôi, chém làm sao được Ngọc Hoàng. Tìm cách khác cho chém đi. Dạ. Nếu không chém Ngọc Hoàng, thần sẽ chém một vài vị tiên ở lầu mây số 4, lầu mây số 5. Sao lại thế? Sao lại phải chém các vị tiên lầu đấy? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, bởi vì lầu 4, lầu 5 giờ đông lắm ạ. Nhung nhúc cứ như là giòi ấy ạ. Dạ, lại còn ngo ngoe rồi leo lên lầu 6, khiến cho thiên lôi cầm búa đập. Thần sẽ chém tất cả các vị tiên mất hết động lực lao động vẫn còn tồn tại dai dẳng trên thiên đình này. Ôi ơi, thôi ngừng chém ngay. Người mà chém hết như thế thì đến năm sau còn mỗi mình ta ngồi trên thiên đình à? Ta lại luôn à? Mà các ngươi lại nói chuyện chém giết rồi đấy. Nó đã đau đầu rồi. Cho kêu táo hành đi. Cho truyền táo hành ra châu. Thầy ơi, ngừa là mình. Trời ơi, đây là vòng đối đầu. Nhẽ ra hai người phải tranh giành nhau cầm múa. Thế mà nay hai người lên đây lại ôm nhau yêu nhau thế này thì ta biết chọn ai? Nhưng luật chơi là luật chơi, thì một trong hai người được quyền đi cùng ta đến vòng cuối cùng. À quên, đi cùng được quyền cầm múa. Tờ, hai người bước gần về đây. Lên đây. Sớ ạ. Bây giờ ta xin đọc nhận xét. Táo hành, năm vừa qua tuy nhà ngươi đã làm được nhiều việc, nhưng vẫn phải rút kinh nghiệm. Về điểm danh nên linh động đối với những ai mới mang thai hoặc ta cho đang cho con bú. Chớ nên cứng nhắc quá mà dễ gãy. Người ta có chậm 5-10 phút thì cũng lờ tít tít đi. Giả vờ đúng giờ để khuyến khích những lần sau vẫn thế. Để đối phó với việc điểm danh hộ, điểm danh xong rồi lại đi ăn sáng. Theo ta, cách tốt nhất là bỏ điểm danh đi. Như thế mọi sự đối phó sẽ trở nên vô nghĩa. Về kiểu mừng tuổi, không nên bắt chước ta, vì nắng lưới ta không mừng tuổi nữa. Như thế vừa không bị chửi, lại tiết kiệm cho ta vô số tiền và tránh được tiếng mới đầu năm đã mang tiền đi cho cái. Chính sách lương thường phải đi đôi với việc trảm tướng. Cứ hổ tướng bị trảm thì nên tăng cho anh em hai bậc lương. Có như thế anh em mới sợ mà không dám lên xếp. Bây giờ ta xin công bố 10 thắng cuộc. Nhưng trước khi công bố, hãy dành ít phút cho quảng cáo. Quảng cáo. Hai sân hận thì đến đánh tốt thiên lôi 2012. Đến đánh tốt thiên lôi. Bây giờ Ngọc Hoàng đọc đến tên ai, người đó bước lên phía trước. Người còn lại lập tức quay vào cánh gà, thu dọn đồ đạc xuống sân khấu, khỏe thẳng, không cần chào khán giả. Xin mời Ngọc Hoàng.
giờ ta xin tuyên bố người thắng cuộc chính là lại chính là các người có thể ôm nhau để bày tỏ sự căng thẳng. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần vừa nhận được một thông tin. Được rồi, ta xin tuyên bố người thắng cuộc của ngày hôm nay chính là vài ngày nữa Thiên Lôi sẽ quay trở về. Vì thế người cầm búa vẫn là Thiên Lôi. Thật đúng là Vãi Hoàng. Cảm ơn phần biểu diễn của nhà hát FTG. Vẫn như những năm ngoái, năm nay các bạn có rất nhiều những cái nhân vật tuyến nhân vật bên lề, những cái ấn tượng chẳng hạn như là Bổ Gia Thế, và đặc biệt là tôi rất thích cái phần sắp tay tổ của bên mình. Chúng tôi có thể là không phải là người FTG thì không có một cái sự hiểu rõ đầy đủ lắm về những cái tình hình cụ thể đấy, nhưng nhìn chung chúng tôi cũng có thể hiểu được. Và tôi muốn hỏi hai vị giám khảo, một là anh Đỗ Thanh Hải, anh là cha đẻ của Táo Quân từ rất lâu đời này, từ bây giờ gần đây, quên ngày trước thì có anh Khải Hưng nữa. Thì anh Hải có nhận xét gì, có nhận ra phảng phất sản phẩm của mình ở đây không anh? Thực ra thì các bạn cũng gần một cái tích dân gian, và chúng tôi cũng gần tích dân gian thôi, chứ không có phải các bạn ảnh hưởng từ chúng tôi. Nhưng các bạn đã lồng ghép ở đây rất là khéo những câu chuyện của trong nội bộ của đơn vị của mình, và những điều đấy đôi khi tôi không hiểu, đấy là nét rất là khác biệt. Vâng, thế là anh không hiểu đấy chấm thế nào? Trong này thì có thể là kịch bản đạo diễn và diễn xuất và sáng tạo sẽ chấm theo đấy, nhưng tôi không để ý những cái phần sâu ấy. Ok, em không cho anh nữa, thì em xin mời Hưng ngồi ngay cạnh anh ấy. Anh là người của FTG, anh có trao đổi gì về phần kịch vừa rồi? Trao đổi với cả anh hay là trao đổi với cả FTG? Không, anh phát biểu cảm tưởng, hoặc là anh trao đổi cùng với cái đội đã diễn. Không, thực ra là vì đảm bảo an toàn trong vai trò giám khảo thì tôi cũng không tham dự gì vào cái phần kịch bản cũng như phần đạo diễn của cái chương trình này cả. Nhưng anh sẽ rằng bây giờ tôi mà nó chê chúng nó vậy thì cũng dở, mà khen quá thì mệt nhau. Nhưng anh có hiểu các vấn đề đề cập đến trong một kịch không ạ? Rất dễ mà, hiểu quá đấy. Anh chứng minh Hải còn hiểu nữa thôi. Tôi nói đầy ý. Chúng tôi xin nói thêm là tại sao có một số vị viện sĩ xuất hiện ở trong hội trường mà chúng tôi không đưa vào thành phần ban giám khảo, mà chỉ lấy viện sĩ như viện sĩ Lộc hay viện sĩ Hưng. Bởi vì rất đơn giản này, đó là viện sĩ Nam Già, viện sĩ Thành Còi và viện sĩ Tiên Béo đều hiện nay đều đảm nhận các vị trí manager cao cấp. Mà thường khi các anh đã đảm nhận vị trí lãnh đạo rồi thì cái khả năng nghệ thuật nó cũng thu chột đi nhiều. Và em không có ý nói anh Hải, đây đang là giám đốc của VMC và anh Trung là trưởng đoàn của đoàn kịch. Em không ý đấy. Nhưng mà bên FPT là có quy luật vậy, nên là chúng tôi chỉ chọn hai anh vào ban giám khảo. Xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và xin quý vị chạm vào tay để cảm ơn. Sau đây sẽ là